Sáng nay tại trường đại học xây dựng miền tây, tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức lớp tập quấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tỉnh Vĩnh Long năm 2022. Tham gia lớp tập quấn có gần 150 bí thư, phó bí thư các huyện thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đoàn cơ sở, báo cáo viên và thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ trong hệ thống đoàn các cấp. Tại đây, các cán bộ đoàn được trang bị các kỹ năng về nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng triển khai công tác nắm bắt tình hình dư luận trong thanh niên kỹ năng soạn thảo viết tin bài tuyên truyền hoạt động đoàn hội các tin bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và kỹ năng tạo infographic để tuyên truyền chương trình hoạt động đoàn ở địa phương đơn vị